tuổi 50 ăn những loại thực phẩm này, xương khớp bao chắc khỏe, chậm lão hóa. Xin chào quý cô bác, anh chị đang theo dõi kênh Sức Khỏe Đời Sống HIT3. Cô bác và anh chị thân mến, bước vào độ tuổi 50, xương khớp là một trong những cơ quan có dấu hiệu suy yếu do tuổi tác khiến quá trình lão hóa ngày càng phát triển, trong khi sự hấp thu canxi từ các nguồn dinh dưỡng giảm mạnh. Do đó, lâu dần sẽ hình thành nên một số bệnh lý về khớp như loãng xương, thoái hóa khớp cho cô bác. Và khi bị những căn bệnh này hành hạ, cô bác sẽ rất mệt mỏi cả về thể chất, tinh thần lẫn vấn đề tài chính. Cô bác ở đây chắc đều biết rằng, canxi có vai trò cực quan trọng trong tiến trình phát triển xương cho cơ thể. Tính trung bình, có tới 98% canxi nằm ở xương và răng của chúng ta. Do đó, nếu cô bác không bổ sung canxi đúng cách, lại bị quá trình lão hóa tiến triển sẽ gây ra những vấn đề với hệ xương khớp không thể lường trước được. Vậy nên, trong số video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tới cô bác những loại thực phẩm giúp xương chắc khỏe, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa về lâu về dài nhất. Mời cô bác cùng chú ý theo dõi nhé. Loại thực phẩm đầu tiên tôi muốn chia sẻ tới cô bác đó là sữa và những sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, váng sữa. Tại sao nên dùng những thực phẩm này, cô bác có biết không ạ? Đó là vì trong những loại sản phẩm này chứa nguồn canxi cực kỳ nhiều. Từ đó, nó sẽ thúc đẩy quá trình tái tạo xương cho cơ thể. Hơn nữa, sữa còn cung cấp cho cô bác nguồn năng lượng dồi dào khi chứa protein cùng nhiều loại vitamin, khoáng chất mà cơ thể cần. Chính sữa và những sản phẩm từ sữa còn giúp cô bác nâng cao hệ miễn dịch, duy trì cân nặng ở mức ổn định, phòng chống ung thư, tiểu đường cực hiệu quả. Vì thế, mỗi ngày các bác nên uống từ 1 đến 2 cốc sữa 350ml để duy trì sức khỏe xương khớp được tốt nhất. Tuy nhiên, khi dùng sữa, vì là nhóm người cao tuổi nên các bác cần lưu ý những điều sau. Sữa nên uống nhưng các bác hãy chọn loại không đường, loại hữu cơ nguyên chất để an tâm không có chất hóa học độc hại vào người và không làm tăng nguy cơ tiểu đường do dùng đường nhiều. Phô mai tuy giàu canxi nhưng các bác nên dùng hạn chế trong tuần vì phô mai khá béo, còn ngọt sẽ vừa gây nguy cơ tiểu đường, tăng cholesterol nếu cô bác ăn không kiểm soát số lượng đó à. Vào mùa đông, các cô bác nên hâm sữa nóng để uống nhằm duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định. Nước sữa ấm còn khiến họng cô bác ấm, tránh viêm họng khi uống lạnh. Tiếp theo, loại thực phẩm thứ hai tôi muốn chia sẻ đến cô bác đó là các loại hạt khô, chẳng hạn như hạnh nhân, óc chó. Lý do là trong những loại hạt này, chứa canxi, vitamin E cùng khoáng chất kali cực tốt cho sức khỏe người trung niên. Không chỉ vậy, các mẹ bầu cũng có thể sử dụng để bổ sung canxi cho mẹ khỏe hơn, thai nhi cứng cáp, tăng chiều dài hơn nữa. Một số cô bác nghe đến đây chắc sẽ bảo, nghe nói hạnh nhân nhiều chất béo lắm, ăn vào sợ chỉ số cholesterol cao thì chết dở. Các bác ơi, mọi người đừng lo nhé. Chất béo mà hạnh nhân cung cấp cho cơ thể chúng ta là dạng chất béo có lợi. Vì vậy, cô bác cứ yên tâm sử dụng ạ. Ngoài lợi ích bổ sung canxi tuyệt vời cho cơ thể, hạnh nhân nói riêng và các loại hạt khô nói chung còn có lợi ích bổ sung các vitamin, hỗ trợ giảm cân cực hiệu quả. Do đó, cô bác, chị em gái có thể áp dụng dùng như một cách kiểm soát cân nặng cũng khá tốt đó ạ. Mỗi ngày, cô bác chỉ cần dùng 10 đến 14 hạt hạnh nhân là đủ để cung cấp năng lượng, canxi dồi dào cho cơ thể rồi. Cô bác nhớ nhé. Nhắc đến những thực phẩm giàu canxi, tốt cho người già thì không thể không nhắc tới cải xoăn. Các bác à, đây cũng là loại rau được đánh giá ít calo, lại giàu các loại vitamin tốt cho cơ thể người như vitamin A, vitamin C, vitamin K, chất xơ. Vì vậy, ăn rau cải xoăn không chỉ có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, vitamin mà còn là nguồn cung cấp canxi dồi dào cho các cô bác có hệ xương khớp chắc khỏe hơn. Cô bác hãy lưu ý thêm loại rau này vào trong thực đơn của gia đình tuần 1 đến 2 bữa để có lượng canxi tự nhiên nạp vào cơ thể. Cô bác nhé. Xếp ở vị trí tiếp theo về thức ăn giàu canxi phải nói đến đậu phụ. Nói đến đây, hẳn nhiều cô bác sẽ bất ngờ, đúng không ạ? Bởi lẽ, đậu phụ là món ăn thường ngày và phổ biến hiện nay. Phần lớn mọi người chỉ biết đậu phụ sẽ cung cấp nguồn đạm thực vật tự nhiên cho cơ thể. Tuy nhiên, trên thực tế, đậu còn rất giàu canxi, cực tốt cho sự chắc khỏe của hệ xương khớp nữa đấy. Và hơn cả, thực phẩm này còn rất dễ ăn, có thể chế biến thành nhiều món khác nhau rất đa dạng. Do đó, cô bác nào bị vấn đề về xương khớp thì hãy thêm ngay đậu phụ vào thực đơn cho gia đình mình nhé. Một lưu ý nho nhỏ cho cô bác là, dù đậu phụ lành tính, tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn không đúng liều lượng, đậu phụ sẽ làm tăng calo dẫn tới tình trạng tăng cân. Bên cạnh đó, đây cũng là thực phẩm giàu oxalat, hoạt chất là nguyên nhân chính gây ra bệnh sỏi thận. Vì thế, cô bác nên ăn một số lượng vừa đủ, đặc biệt là với người bị bệnh về thận nên hạn chế ăn, tuần 1 đến 2 lần là được rồi, cô bác nhớ nhé. Nằm trong danh sách những loại thực phẩm giàu canxi số 1 hiện nay, thì cá mòi chính là cái tên tiếp theo. Không chỉ nổi tiếng là nguồn cung cấp chất đạm có lợi, cá mòi còn giúp cô bác bổ sung lượng lớn canxi, vitamin như vitamin D, vitamin B12 dồi dào mà cơ thể chúng ta thiếu hụt, không thể tổng hợp được. Vì vậy,
cô bác có thể ăn tuần vài bữa loại cá này để có thêm nguồn canxi cung cấp cho xương khớp hoạt động được ổn định, chắc khỏe hơn nhé. Đậu bắp cũng là một trong những loại thực phẩm được đánh giá sở hữu trong mình rất nhiều canxi. Bên cạnh đó, khi sử dụng loại rau này, nó còn giúp cô bác bổ sung chất xơ, vitamin B6 và B9 cực hiệu quả nữa. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì có khá nhiều cô bác không thích ăn loại rau này. Lý do là bởi vỏ đậu bắp thường đen tới độ nhớt, một số cô bác sẽ thấy khá khó ăn. Vì vậy, thay vì luộc, cô bác có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Như vậy vừa dễ ăn lại vừa đảm bảo bổ sung được lượng canxi đầy đủ, cô bác nhé. Ngoài đậu bắp ra, những hạt đậu trắng cũng là một trong những nhóm thực phẩm được các chuyên gia y tế khuyến cáo dùng cho người có vấn đề về xương khớp. Tại sao lại vậy, cô bác có biết không ạ? Bởi lẽ, đậu trắng có lượng canxi khá nhiều, ngang ngửa một ly sữa nhỏ. Đặc biệt hơn cả, đậu trắng được liệt kê vào danh sách những thực phẩm hiếm có nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể như đồng, sắt, phola. Ngoài ra, đậu trắng khá ít chất béo nên thường không chứa cholesterol, không có nguy cơ gây ra thừa cân, mỡ máu cho cô bác đâu ạ. Và một điều quan trọng nữa, vì sở hữu hàm lượng chất xơ cao nên ăn đậu bắp sẽ cho số đường tích trong máu của cô bác thấp. Do vậy, ăn đậu trắng cực có lợi luôn, cô bác nên thử xem sao nhé. Tiếp theo, thực phẩm chứa nhiều canxi còn phải kể đến rau có màu xanh lá sẫm, chẳng hạn như củ cải, cải xoăn, cải búp. Nguyên nhân là vì lượng canxi chứa trong những rau sẫm màu thường sẽ nhiều hơn các loại rau thường khác. Ngoài ra, các rau có màu đậm còn giàu vitamin A, vitamin giúp đôi mắt sáng, khỏe hơn. Trong khi đó, cô bác cần biết rằng, ở độ tuổi lão hóa, đôi mắt sẽ càng mở đi, nhìn kém hẳn so với ngày cô bác còn trẻ. Do vậy, ăn rau sẫm màu còn giúp cô bác được hai lợi ích, vừa khỏe xương khớp, vừa giữ đôi mắt sáng, nhìn rõ. Vậy nên, cô bác đừng chần chừ mà hãy bổ sung ngày rau này vào danh sách các thực phẩm nên ăn mỗi ngày, cô bác nhé. Nhắc tới những loại thực phẩm tốt cho xương, nhiều canxi thì ngũ cốc cũng là thứ nên ưu tiên đấy cô bác ơi. Vì sao ăn ngũ cốc lại giàu canxi, cô bác có lý giải được không? Để tôi bật mí cho cô bác nhé, ngũ cốc được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, chủ yếu là các loại hạt dinh dưỡng. Mà cô bác biết đấy, các loại hạt khô có nguồn gốc tự nhiên, rất giàu khoáng chất, vitamin, canxi. Vì thế, bổ sung ngũ cốc sẽ cực có lợi, giúp bồi bổ sức khỏe một cách toàn diện, không chỉ với cơ quan xương khớp mà toàn bộ các vị trí trong cơ thể chúng ta đấy, cô bác hãy nhớ nhé. Đứng cuối cùng trong danh sách những thực phẩm tốt cho sức khỏe còn có nước cam. Nước cam không chỉ giàu vitamin đâu các cô bác à, nó còn sở hữu lượng canxi siêu khủng, giúp các cô bác tăng thêm sức đề kháng do thành phần chứa nhiều chất oxy hóa mà lại cực ít calo nữa. Tuy nhiên, do nước cam ngọt, uống nhiều sẽ khiến lượng đường cô bác tăng cao, dễ gây tiểu đường, cao huyết áp. Do vậy, cô bác cần lưu ý, chỉ uống một tuần 34 cốc, xen cái cách ngày là được rồi, cô bác nhé. Bên cạnh việc tìm hiểu những đồ nào nhiều canxi để bổ sung cho xương khớp chắc khỏe, cô bác cũng cần thực hiện một số điều sau để hệ xương khớp ngày càng tốt hơn. Thứ nhất, không bê vác đồ nặng hay tập các bài thể dục có độ khó cao. Cô bác ơi, lớn tuổi rồi xương khớp kém đi nhiều, sức chịu đựng của xương, khớp không được như trước đâu ạ. Nên dù có tham công tiếc việc, dù nghĩ mình có thể làm, có thể tập được thì cô bác cũng không nên bê đồ nặng, tập các động tác khó nhé ạ. Nó không những không giúp ích còn khiến cô bác mệt hơn, xương khớp yếu thêm đó nhé. Thứ hai, cô bác có thể sử dụng những loại thực phẩm chức năng bổ sung các khoáng chất giúp xương khớp chắc khỏe hơn cũng là giải pháp khá hữu ích, được khuyến khích đấy, cô bác à. Thứ ba, muốn xương khớp hay bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể khỏe mạnh thì cô bác cũng đều cần xây dựng cho mình một lối sống xanh, ăn ngủ và sinh hoạt cần khoa học, điều độ. Có như vậy, sức khỏe mới cải thiện nhanh, cô bác nhé. Thứ tư, với những cô bác có sẵn vấn đề về xương khớp, ngoài việc uống thuốc, bổ sung thực phẩm thì cô bác cần tập những bài vật lý trị liệu, có thể dùng thêm những phương pháp cổ truyền như châm cứu, xoa bóp để cải thiện tình trạng bệnh tốt hơn nhé. Vậy là, tôi vừa chia sẻ đến quý cô bác, anh chị những loại thực phẩm giàu canxi, giúp xương chắc khỏe hơn. Đây đều là những loại thức ăn dễ mua, dễ tìm, khá phổ biến nên cô bác dù ở đâu cũng có thể kiếm để dùng, bổ sung vào thực đơn cho gia đình mình. Ngoài ra, để có một bộ xương khớp tốt, cô bác cần chăm chỉ vận động, tập nhẹ hoặc làm việc nhà để chân tay hoạt động, sẽ có lợi cho xương khớp hơn nữa. Và cuối cùng, một điều rất quan trọng đó là cô bác cần luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái, lạc quan để luôn vui vẻ, yêu đời và sống thật lâu, hạnh phúc bên gia đình, con cháu của mình nhé. Nếu cô bác, anh chị thấy video của tôi hay, có giá trị, đem lại sự hữu ích, hãy chia sẻ tới người thân, bạn bè của mình nhé. Chúc quý cô bác và anh chị luôn vui khỏe, hạnh phúc. Và tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều video hữu ích khác nữa.